Rồi đến một ngày, ngươi sẽ phát hiện mình không còn đối thủ nữa khi ngươi nắm hết mọi quyền trong triều. Đến lúc đó hoàng thượng sẽ lập tức xem ngươi là đối thủ của người. Thế là ngươi sẽ phát hiện có một nguồn sức mạnh mới trỗi dậy đang khiêu chiến với ngươi. Và họ sẽ tiêu diệt ngươi rất nhanh thôi, bởi vì hoàng thượng ủng hộ. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại. Vì vậy, chúng ta thà đối mặt với đối thủ cũ còn hơn là đón nhận một đối thủ mới. Ít ra chúng ta còn hiểu những người này để có thể khống chế bọn chúng. Khâu tướng gia, lời nói hôm nay của tướng gia đã khiến Tiểu Khả có cách nhìn khác về tướng gia rồi. Hồ, người nói vậy thì có hàm ý gì? Tiểu Khả xin hỏi Khâu tướng, nếu tha cho Đinh Dị, Mộ Dung Câu Toàn, bọn tặc tử khi quân phạm thượng này sống trên đời, vậy thì uy danh của hoàng đế ở đâu? Pháp luật ở đâu? Triều cương ở đâu? Được rồi, hôm nay chúng ta không nói chuyện này nữa. Khâu tướng, xin thứ cho Bao Chưởng nói thẳng, Bao Chưởng tuyệt đối không để chuyện này xảy ra, nhất định phải nói rõ sự thật cho hoàng thượng biết. Cũng sắp canh một rồi, ta thấy thôi đừng đợi Đinh đại nhân nữa. Được. Đứng im. Hãy dạ. Dạ. Hãy dạ. Đứng đây. Đứng đây. Dạ. Đi, đi. Giải hắn về phủ. Dạ. Dạ. Đi. Đi. Quách công công, trời ơi, khốn kiếp là ta nhặt nảy mình à. Làm gì vậy? Mảnh giấy này đến tâm chính đưa cho công công. Đi đi. Dạ. Trói hắn lại đi. Đi đi. Tướng gia đúng là tiên đoán như thần, Hoa Sung và Đặng Sa đã bị ta hạ bắt rồi. Hai người này nó không còn cần đến chúng nữa, lão phu giao cho người xử lý. Ngoài ra nhất định phải tìm ra nhân vật bí ẩn đó. Tướng gia yên tâm, tại hạ đã sắp xếp xong cả rồi. Tướng gia, Bài Phong đã bắt được Quách Què, đang ở bên ngoài. Được, đưa vào đây. Dạ. Đưa vào đây. Dạ. Dạ. Khấu, Khấu lão tây, ngươi dám bắt tổng quản của hậu cung, ta sẽ cho ngươi ăn không ngon không yên. Hình như người nào mới đặt chân vào đây miệng cũng cứng như vậy, cứ như là lão phu có thể bị các ngươi giết chết ngay lập tức. Quách Què, thứ nhất người không thánh chỉ, thứ hai không lệnh bài, đêm khuya xuất cung chính là đã phạm tội chết. Càng không cần nói, trên người ngươi có dấu một vật chứng minh ngươi đã phạm tội đại nghịch. Lột soát cho ta. Dạ. Nè. Các ngươi. Thì ra là thánh chỉ giả, là do người của Bích Dân Cung làm. Hoàng thượng và thần phi xem chút là chết,
bởi các ngư ấn giả này của các ngươi. Lập tức vào cung. Bệ hạ, thế nào rồi? Bệ hạ, vụ án đã được phá. Thế nào? Nô tài nói không sai chứ? Khấu tướng gia, sự thật rốt cuộc là thế nào? Bệ hạ, đây chính là cái ngữ ấn giả suýt chút nữa đã lấy mạng của hoàng thượng. Ở đâu hay cần có được nó? Có được từ chỗ một người quen của hoàng thượng. Người quen à? Đưa vào đây. Dạ. Bệ hạ, người ấn giả này được phát hiện từ trên người của Quách Què. Tối nay hắn vốn định đem người ấn giả này đi chôn, may mà chúng thần điều tra được từ trước nên cho người mai phục, quả nhiên bắt ngay quả tang. Bệ hạ, lão thần nhà Bao Chẩn hôm nay bàn giao vụ án này đã rõ chân tướng, việc còn lại là chuyện nhà của hoàng thượng, chúng thần không tiện nói nhiều. Quách Què. Dạ. Ngọc ấn giả này ở đâu ngươi có được? Hoàng thượng, lão nô xin được nói thật với người, mọi chuyện này do một mình lão nô làm. Xin hoàng thượng cứ việc chém giết lão nô, phanh thay lão nô. Do một mình ngươi làm? Được lắm. Hay cho một Lưu Đức Phi hiền thục nhân hậu. Hoàng thượng, chuyện này không liên quan đến nương nương, mọi chuyện đều do một mình lão nô làm hết. Im đi cho ta. Bệ hạ, hắn yêu phi như vậy, sống đời hậu cung được hoàng thượng ân sủng, nhưng không nghĩ tới việc báo đáp, mất hết lý trí, có ý giết vua. Hạng yêu nghiệt này không thể giữ lại, xin bệ hạ thanh trừng hậu cung. Bệ hạ, Bao Chẩn nói rất đúng, mong bệ hạ đừng do dự. Khấu tướng, Bao Chẩn, hai khanh hãy cho hoàng thượng thời gian suy nghĩ. Còn gì phải suy nghĩ nữa? Khấu tướng. Có thần. Lập tức truyền chỉ, bằng cái chết luôn nha, Quách Què lăn trì xử trảm. Không cần truyền chỉ. Bệ hạ, mọi chuyện đều do thần thiếp gây ra, nhưng thần thiếp chưa bao giờ nghĩ tới việc kinh động bệ hạ. Chỉ nên trách thần thiếp quá yêu bệ hạ, sự đố kỵ quá nhiều, nhất thời điên cuồng. Thật ra thần thiếp chỉ muốn giết chết Lý Ngọc, nhưng bây giờ mọi chuyện đều đã muộn. Thần thiếp cam tâm nhận cái chết. Nương nương ơi, liên quan gì tới nương nương chứ? Quách Què, tội nghiệp cho tên nô tài trung thành như ngươi. Ngươi theo ta nhiều năm nay chẳng sống được ngày vui vẻ nào, ngày ngày nghĩ việc hại người. Bây giờ cuối cùng cũng đến lượt chúng ta rồi. Ngọc Nhi, để xem thử a còn muốn diễn đến bao giờ. Một người sắp chết, giả dối thì được gì?
cái lại này là thật lòng. Sau khi tỷ chết, muội muội thôi đừng hận tỷ nữa. Khi nào nhớ đến tỷ, hãy thắp một nén nhang cho tỷ. Chết cũng tốt. Chết rồi, tất cả đều được giải thoát. Hoàng thượng, thần thiếp muốn cầu xin hoàng thượng một việc cuối cùng. Mong hoàng thượng, niệm tình chúng ta đã từng hoạn nạn có nhau, có thể ân chuẩn. Hoạn nạn phu thê? Có phải là hoạn nạn phu thê mướn sát thủ để mà giết trẫm, muốn lấy mạng của trẫm đó không? Lần này thần thiếp không vì bản thân, thần thiếp vì Quách Què. Thần thiếp thấy hắn tội nghiệp nên mới xin hoàng thượng cho hắn một con đường sống sót. Nương nương, lão nô tài chết cùng với nương nương. Được rồi, đừng có người tung kẻ hứng dở trò ra nữa. Các người tưởng là trẫm dễ lừa lắm sao? Người đâu? Dạ. Nhốt hai tên nghịch tặc này lại, ngày mai hành hình. Dạ. Khấu tướng, Đức Phi sắp bị hành hình, bọn đinh vị suy yếu, đây chẳng phải là kết quả tướng gia muốn nhìn thấy à? Hay cho một lưu gà, lần này hả không la khóc ôm sòm được, dĩ thoái dĩ tiến, đứng ra nhận tội. Đây là điều lão phu không ngờ tới. Không lẽ là có cao nhân chỉ đường cho ả? Khấu tướng, đó là ý gì vậy? Ngươi tưởng là hoàng thượng sẽ ban cho Lưu Nga cái chết thật hay sao? Lúc nãy chính miệng hoàng thượng hạ chỉ, tướng gia không nghe à? Lão phu nghe chứ. Nhưng ngươi hãy nghĩ xem, nếu hoàng thượng thật sự muốn trừ đi mối đe dọa này, cần đợi đến ngày mai không? Có lẽ hoàng thượng muốn giết hai tên ác tặc này để làm gương. Chỉ sợ là đến ngày mai không những không chém không giết, mà còn xem như không có chuyện gì. Bao chuẩn không tin hoàng thượng sẽ làm như vậy. Ngươi còn quá trẻ mà. Khâu tướng, chắc không phải là vì thuật cân bằng gì đó mà tướng gia nói lại đang giúp cho Lưu Phi thoát nạn chứ? Hmm.